liên quan về vấn đề Hoa Kỳ và chuyện của Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia. Tức là Hoa Kỳ bỏ đi, tức là có thể nói là bỏ qua cho cái vấn đề của Bộ trưởng Indonesia vì Trung Quốc. Thì cái bản tin này cho biết là Hoa Kỳ đã dỡ bỏ các lệnh cấm nhập cảnh kéo dài suốt trong 20 năm vừa qua đối với Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia là ông Prabowo Subianto, là vì cáo buộc là ông này đã vi phạm nhân quyền. Và cái động thái được xem là một cái nỗ lực nhằm để cân bằng cái ảnh hưởng đang tăng ở phía Trung Quốc thuộc về cái quốc gia Đông Nam Á này. Ông Arawan Ronald DiPuro, phát ngôn viên về vấn đề ngoại giao của Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại, được gọi là Gerinda, của ông Prabowo có cho biết là các lệnh cấm nhập cảnh đã được dỡ bỏ và ông Prabowo dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là ông Mark Esper, vào tháng 11 sắp tới đây. Cái nguồn người phát ngôn là Ronald DiPuro có cho hay là Hoa Kỳ đã nhận ra rằng là Indonesia là một đồng minh chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi mà chúng tôi cũng hiểu được cái vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong cái việc mà bảo đảm một cái khu vực hòa bình và ổn định. Đó là lời của ông Ron DiPuro, đã cho rằng đây là một cái lý do lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Và cái người này đã nhấn mạnh là Indonesia coi trọng cái quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và Trung Quốc như nhau. Và cái chính sách đối ngoại của nước này luôn tự do, năng động và sẽ tiếp tục là như vậy. Ông Prabowo đã từng bị từ chối cấp thị thực Hoa Kỳ vào giữa năm 2000 khi mà ông này muốn tham dự một cái lễ tốt nghiệp đại học của con trai mình ở thành phố Boston. Và hồi năm 2012 thì ông có cho biết là mình vẫn không thể xin thị thực vào Hoa Kỳ do là bị cáo buộc là đã đứng sau các cái cuộc bạo động làm chết hơn 1.000 người sau cái sự mà sụp đổ của cái chính quyền Tổng thống Suharto vào năm 1998. Hoa Kỳ đã tính đến cái chuyện là dỡ bỏ các lệnh cấm đối với ông Prabowo sau khi mà ông đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng gần một năm về trước. Và cái việc tiếp cận này với Bộ trưởng Prabowo là một cái cách để cho Hoa Kỳ cân bằng cái ảnh hưởng của Trung Quốc nhằm để bảo đảm cho Indonesia không quá nghiêng về phía bên Trung Quốc. Ông Alex Aritifano là một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế được gọi là Raja Ratnam thuộc trường Đại học Công nghệ được gọi là Nanyang ở Singapore có cho biết là như vậy. Ông Arifano có cho hay là Trung Quốc đã tăng cường đáng kể các cái khoản đầu tư vào quân sự cũng như là vào kinh tế và chủ yếu là cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ ở Indonesia kể từ khi mà Tổng thống Joko Widodo nhậm chức vào năm 2014. Và chuyên gia này cũng nhận định rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là ít tương tác với Indonesia và các cái quốc gia Đông Nam Á khác so với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Arifiano có cho rằng là cái cuộc gặp vào tháng 11 sắp tới đây sẽ là một cơ hội để Washington cho thấy rằng là họ vẫn quan tâm đến các cái đồng minh Đông Nam Á của mình, mặc dù là trên cái cơ sở song phương hơn là đa phương. Ông Zachary Abuja của Trường Đại học Chiến tranh của Quốc gia của Hoa Kỳ cho biết rằng là Indonesia không muốn bị kéo vào bất kỳ một cái cuộc xung đột quyền lực lớn nào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quân đội của Indonesia đang hiện đại hóa cái quân sự quy mô lớn để thay thế cái cơ sở hạ tầng quốc phòng cũ kỹ, bao gồm có máy bay, tàu chiến, xe tăng cũng như là những cái công nghệ về vũ khí. Trong những cái tháng gần đây thì cái ông Prabowo đã bày tỏ cái sự quan tâm đến cái việc là mua 15 chiếc máy bay được gọi là Eurofighter.